Hít thở. Hít sâu vào, căng khung xương sườn lên. Thở ra, rút rốn vào. Hít sâu vào, căng khung xương sườn lên. Thở ra, rút sâu rốn lại. Thở ra, hít sâu vào. Thở ra, thở miệng, hít mũi, thở miệng. Hít mũi, thở miệng ra. Hít sâu vào. Thở miệng ra, hà hơi kéo dài ra. Hít sâu vào. Thở miệng ra. Hít sâu. Thở miệng ra. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu, buông ngang khung xương sườn. Thở ra. Hít sâu rốn lại. Hít sâu, buông ngang khung xương sườn. Thở ra. Hai tay đặt lên gối, mở vai căng lồng ngực tới. Hít sâu vào. Thở ra, cong lưng ra phía sau. Hít sâu vào. Thở ra. Hít sâu vào lên. Nghiêng người qua phải, tay trái sau gáy, tay phải đặt xuống. Nghiêng thở ra. Lên, hít sâu vào, nhìn lên. Nghiêng và đồng thời gập xuống, thở ra. Quỷ tay phải, thủy tay trái chạm đối phải. Hít sâu vào, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu lên. Nghiêng qua trái, thở ra kéo căng. Lên, hít sâu, tay sau gáy. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Lên, hít sâu. Hạ tay, thở ra. Hít sâu vào, nghiêng qua. Thở ra. Xoay qua. Hít sâu, thở ra. 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 Lần nữa, hít sâu, thở ra. Hít sâu, lên, thở ra. Chống quỳ lên. Tay chân là bốn gót vuông.
Cong lưng lên rút rốn thở ra. Hít sâu, chung lưng xuống, rút cổ lên. Thở ra, cong lưng lên, xiết bụng thở ra. Hít sâu, chung lưng rướn cổ. Thở ra, cong lưng lên, xiết bụng thở. Hít sâu, chung lưng rướn cổ. Thở ra, cong lưng lên, xiết bụng thở. Hít sâu vào, giữ cột sống trung tính nè, không võng lưng, không cong lưng, không võng lưng, không cong lưng, cột sống thẳng ra, rút rốn lên, xiết cơ bụng lại. Nâng chân phải duỗi thẳng ra sau, duỗi căng mũi chân, không có chùng lưng xuống, không thả bụng xuống, rút cái rốn lên, thẳng thắt lưng ra, chắp người lại, kéo gối về bụng, thở ra, xiết bụng dưới lại. Hít sâu, duỗi ra, thở ra, xiết cơ bụng lại, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Chắc cả người lại. Hít sâu, thở ra, rút bụng dưới lên. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, duỗi chân phải ra, hạ xuống, duỗi căng lên, người vẫn thẳng, không chùng tới chùng lui, chỉ có chân nâng lên và hạ xuống thôi. Thở hít sâu, thở rồi, chống mũi chân phải xuống, chắc xuống, chống chắc xuống, nâng đầu gối chân trái rút rốn lên, thở hạ đầu gối trái xuống, nâng chân phải lên, hít vào, nâng chân phải, đúng rồi, hạ chân phải chống xuống, nâng đầu gối trái lên, xiết cơ bụng, thở ra, đúng rồi, hít sâu, nâng chân phải, hạ xuống, kéo gối trái chạm mũi, thở. Hít sâu, nâng chân phải, kéo gối trái chạm mũi, rút rốn thở. Hít sâu, nâng chân phải, kéo gối trái chạm mũi, thở. Hít sâu, nâng chân phải, kéo gối trái chạm mũi, thở. Chắc người lại. Hít sâu, nâng chân phải, kéo gối trái chạm mũi, thở. Hít sâu, nâng chân phải, tay trái lên, rồi nhịp tay chân lên, không võng lưng, rút rốn, xiết bụng lại, căng tay và chân, căng ra, căng thêm, duỗi căng mũi bàn tay tới xiết sâu, rút rốn thở. 5 4 3 2 1, chống tay xuống, hít vào, rút chân trái về bờ lăn, rút chân trái ra sau bờ lăn, xiết cơ bụng giữ. 5 4 3 2 1, hạ đầu gối xuống, rồi chung tay hạ ngực cầm xuống, chung tay xiết cơ bụng hạ xuống, nằm sấp xuống luôn, thở ra. Hai tay đan sau lưng, kéo căng ra, thở hết hơi ra. Hít sâu vào, nâng đầu vai ngực lên, nâng lên, kéo căng, căng bắp tay, chắp bắp tay, nắp tay, đánh mở nắp tay, mở lưng, mở lưng, đánh cái phần mặc áo dây mình hay bị dùng hai cục ở phía sau á, xíu chắc lại, nâng lên. 5 4 3 2 1, hạ xuống, thở ra, chống hai tay cạnh ngực, chống người, nâng người lên, hít vào, rồi tay chân trở về bốn góc vuông, tay chân về bốn góc vuông, chống chân, hít sâu vào, nâng chân trái lên, nâng chân trái duỗi thẳng ra sau, co gối lại, thở ra, hít sâu, duỗi căng, rút rốn lên, thở ra, từ thắt lưng đổ lên, trụ chắc, chỉ có chân, duỗi ra,
Co vào thở ra, hít sâu duỗi căng ra rút rốn vào, thở ra xiết cơ bụng lại, hít sâu thở miệng, hít sâu luôn luôn chắc cơ, thở miệng không võng thắt lưng, hít sâu thở ra, hít sâu duỗi chân ra hạ xuống, thở lên hít sâu hạ xuống, chống mũi chân xuống rồi nâng đầu gối phải chạm mũi, thở ra hít vào hạ đầu gối phải, nâng chân trái lên rút rốn rồi kéo gối phải, thở ra rút rốn sau, hít sâu trái lên thở ra, hít sâu 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 duỗi thẳng chân trái, tay phải nâng lên duỗi căng rút rốn lên, không võng thắt lưng, cột sống trung tính và nhịp lên, nhịp tay chân lên, căng tay về trước, căng chân ra sau, cảm nhận nhóm cơ, rút rốn siết, rút rốn siết, siết, 5, 4, 3, 2, 1, chống tay, chống chân, vào plank, siết cơ bụng lại, 5, 4, 3, 2, 1, đẩy lên, chớp mặt thở, đẩy cao mông lên, chớp mặt, rút rốn siết cơ bụng lại, thở ra, rút rốn mắt nhìn chân, bám chặt tay, siết cơ bụng thở ra, thở miệng hít mũi thở miệng ra, thở dài hơi ra, thở dài hơi ép sâu, thở 5, 4, 3, 2, 1, đi tay về chân, đi hai tay về chân, chung hơi chùng đầu gối, cúi người xuống thả lỏng đầu cổ, thả lỏng tay vai, từ từ xoay qua phải, xoay qua trái, thả lỏng ra, đúng rồi, xoay phải, xoay trái, xoay phải, xoay trái, hít thở sâu, rồi cuộn người lên, kéo lưng lên trước, xiết cơ bụng lại, thở ra, hai chân mở rộng bằng vai, hai mũi bàn chân hơi mở ra hình chữ V một xíu. Rồi, đừng có đứng nãy cái bụng về phía trước nè, siết cái bụng lại, rút cái rốn vào, hướng xương cột xuống. Hai tay ra sau, hít sau, thở ra, đẩy lùi mông ra sau, rút rốn, siết cơ bụng lại, ép xuống thở. Hít sau, thở ra, hít sau, quạt tay ra sau, chắp bắp tay, thở ra, rốn nè, rút lên, xương cột hướng xuống. Lên hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu tay sau gáy nào, tắm xuống thở ra, lên hít vào kéo gối chân phải lên, kéo đầu gối chân phải lên, kéo cao lên duỗi mũi chân phải, rồi hạ xuống thở ra, tấm nổi xuống, tấm nổi xuống em, tấm nổi xuống, lên hít vào kéo gối chân trái lên, đúng rồi, xiết bụng dưới lại, rồi hạ chân tấm nổi xuống, thở ra, hít sâu kéo lên, tấm xuống thở ra, giờ vặn người luôn nè, hít vào lên, kéo gối chân trái và vặn người qua bên trái, vặn người qua, đúng rồi, rồi tắm xuống thở ra, hít vào kéo gối chân phải, vặn người qua phải, siết chắc một dưới, thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra,
nó người lên hít vào hạ tay xuống thở ra, bước về và bước chân phải lên rộng hơn vai, nhón mũi chân trái lên thẳng tay quạt ra phía sau hít vào, tẩm gối tay về trước hai gối ngót vuông, siết cơ bụng thở ra, lên hít sau rút rốn vào thở ra, cột sống nằm trên đường thẳng hít sau thở ra, vuông dài đỉnh đầu lên đừng ruột cổ về trước hít sau thở ra, hít sau thở ra, giữ lại năm nhún xuống bốn ba hai một, hít sâu vào rồi từ từ nào, mình xoay người qua trái, tấm hai gối nè, tấm hai gối xuống ra, rồi xoay người về trước tấm hai gối siết bụng thở, hít vào mở ra thở ra, xoay về trước tấm hai gối, hai gối vuông, hít sâu thở ra, chắc đùi trong đùi ngoài, hít sâu thở ra, hít sâu vươn tay lên nè, tấm xuống rồi thẳng người tay dang ngang, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, vươn tay lên cao tìm, vươn tay lên tấm xuống, vươn tay lên tấm xuống, tấm xuống vươn tay, đúng rồi, rồi hít sâu tay dang ngang thở ra, hít sâu thở ra, rồi giữ nè, nhón gót chân phải lên, nhón cao gót chân phải lên, tay sau gáy, tay sau gáy, rồi nghiêng eo qua trái thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu vô đùi và vô eo vô hông, hít sâu thở ra, nghiêng vô eo, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, chắp đùi trong lại hít sâu thở ra, lần cuối nào, hít sâu thở ra, giữ năm bốn ba hai một, vươn tay vẫn gót chân phải nhón lên, nhón lên và nhún lên xuống nào, xí sau lại, xí sau đang mỏi nhấn cơ nào, xiết nó vô, xiết vô, năm bốn ba hai một, trở về trở lên, hít sâu vào hà tây thở ra, xoay người về trước và bước chân lên đỡ chân ra sau, hai tay quạt ra sau thẳng gối nhón gót, rồi tấm gối hai gối xuống, tay về trước siết bụng thở ra, hít sâu vào, đúng rồi, thở ra, vươn dài cái cổ lên đừng có cổ rùa, hít sâu thở ra, từ xương cột tới đỉnh đầu mình một đường thẳng, hít thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, rút rốn vào, ưỡn căng lồng ngực và vươn dài đỉnh đầu, tấm hai gối xuống hàng, tấm gối xuống nhấc xuống, năm bốn ba hai một, lên hít sâu, rồi mở tay phải và xoay người qua bên phải, xoay người qua, tấm hai gối xuống thở ra, đúng rồi, rồi xoay người về trước tấm hai gối xuống thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, rồi xoay người thẳng qua luôn, xoay người dậy luôn, để giữ lại tấm hai gối là hai tay vươn lên khỏi đầu, tấm hai gối xuống, đúng rồi, rồi lên tay dang ngang, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, xích sau bụng lại, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra,
rồi tay sau gáy, nhón gót chân trái lên, nhón căng lên, chắc cái bắp chân trái và đùi trong chân trái, nghiêng người qua phải, thở ra. Đúng rồi, lên, hít sâu, thẳng lưng lên, đừng ruột cổ, em hay bị cổ rùa đó, thẳng cái cổ lên, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở miệng ra, hít sâu, thở miệng ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra. Rồi vẫn là nhóm gót chân trái, vươn hai tay lên, nhịp nhún xuống, lên nhún xuống, nhún xuống, à chắc bụng lại, chắc thở miệng ra, chân run cố lên, xiết lại, năm bốn ba hai một, lên hít sâu, hai tay đan sau lưng, trả gót, hai tay đan sau lưng, đan sau lưng, sau lưng, sau lưng, rồi thẳng tay ưỡn căng lồng ngực, hít sâu, trương tới cúi xuống, hút bụng thở ra, gập người về trước, bật tay cao lên, cúi thở, đúng rồi, cúi thở, bật tay lên nữa, căng lên nữa, chút đầu xuống, ép sau, thở miệng ra, xiết sau cơ bụng lại, thở miệng ra, thở miệng nhấc xuống luôn, nhấc bật tay lên, năm bốn ba hai một, nắp người lên, hít sâu vào, rồi từ từ xoay người qua trái đi nào, xoay người qua trái, rồi tấm gối chống tay, thở ra, rút chân phải lên, ngồi xuống luôn, ngồi ở đầu thảm, co hai gối lại, hai tay ôm chân, hít sâu vào, từ từ cuộn từng đốt sóng ra sau, thở thở, xiết bụng, xiết 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 sau, nằm xuống, co hai chân là hít sâu và thở ra như nào, rút rốn về thắt lưng, không cho thắt lưng cong lên, à thắt lưng không không cong lên, cột sống ở trung tính, cũng không cố gắng mà xiết cơ bụng mà ép cái là thắt lưng nhấn xuống mà đẩy cái xương mu lên, xương mu mình cũng ở trung tính, so rế lại xương đáy chậu, hai cục xương đáy chậu, xương mu tạo thành tam giác phẳng, rồi giữ chân trái duỗi thẳng, chân phải mình hơi to nâng lên 90 90, tay phải sờ gáy, tay trái vươn lên khỏi đầu, hít sâu vào, duỗi thẳng chân và tay gập về trước, xiết cơ bụng, thở ra, chân trái đạp xuống sàn, em chân trái xuống sàn, đạp co gối lại, co gối trái đạp xuống sàn. Đúng rồi. Rồi duỗi chân phải ra 60 độ, duỗi chân phải hạ xuống 60, duỗi căng mũi chân ra, căng. Rồi, hạ đầu, vươn tay, hít vào, lên, thở ra, co gối nâng chân lên. Hít sâu và duỗi tay chân ra xuống gần tới sàn. Lên, thở ra. Hít sâu. Thở ra, nâng lên, hít sâu, thở ra, tay phải sau gáy, tay trái vươn, tay phải sau gáy, tay trái vươn chạm đầu gối phải. Đúng rồi. Rồi bây giờ nhấc lên nè, xiết cơ bụng nhấc lên, năm bốn ba hai một, hạ xuống, đỡ chân, coi chân phải xuống, tay trái sau gáy, nâng chân trái lên và vươn tay phải qua đầu, nhảy sâu vào, nâng đầu lên, gập tay về trước và duỗi chân ra 60 độ, xiết bụng, thở ra, nhảy sâu vào, thở ra, nhảy sâu vào, ba, thở ra, xiết cơ bụng lại, nâng đầu lên, gồng chắc bụng dần, hít sâu vào, bốn, thở ra, thở miệng ra, hít sâu vào, năm, thở ra, xiết sâu cơ bụng lại, rồi giữ ở đây, nhấc lên, gồng chắc bụng, xiết sâu, nhấc, năm bốn ba hai một,
Hít vào, hạ xuống, thở ra. Hai tay vươn lên khỏi đầu, hai chân cò. Hít sâu vào, nâng hai chân lên 90, 90. Nâng đầu lên, gập hai tay về trước, siết cơ bụng lại. Nhấp xuống, thở ra. Nhấp xuống, thở. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Hạ xuống, thở ra. Đặt hai bàn chân xuống, đầu ngón tay chạm tới gót chân. Đầu ngón tay chạm tới gót chân, thở hết hơi ra. Hít sâu vào, siết cơ bụng lại. Từ từ cuộn từng đốt sóng nâng mông lên. Cuộn lên, siết sâu, cảm nhận nè. Chắc cứng mông nè, bụng nè, bụng phẳng và xương đáy chậu với lại xương mu nằm trên một tam giác phẳng. Hạ cuộn từng đốt sóng xuống. Hai lên, cuộn lên. Hít vào, hạ xuống. Ba cuộn lên, thở ra, siết chắc cơ bụng lại. Tay tay mình nhắm, nó cứng bụng mình. Xuống. Bốn lên. Xuống. Xí sau vào, năm lên, xí sau giữ. Nâng chân phải lên. Duỗi ra 60 độ. Duỗi chân ra 60. Co vào, hít vào. Thở ra, duỗi ra 60. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Giờ duỗi thẳng lên, căng gót lên, mũi chân hướng về phía đầu. Hạ gót chân xuống 45 độ, duỗi chân nâng lên, căng gót hạ xuống 45, duỗi chân lên, căng gót hạ xuống 45, duỗi chân lên, rồi co gối hạ xuống. Ôi tay mông luôn, nâng lên, nâng chân trái đổi chân, hít vào. Chân trái lên, nâng mông lên, nâng mông cao lên, chân trái 90, 90. Duỗi ra 45, siết sâu bụng thở, kéo vào hít sâu, hai thở, hít sâu, ba thở, chắc bụng chắc mông rồi, hít sâu, bốn thở, hít sâu, năm thở. Thế sao duỗi lên 90, duỗi mũi chân, rồi gấp mũi chân về phía đầu đi, căng gót, căng gót. Hạ gót chân 45, duỗi mũi chân trở lên 90, đúng rồi, căng gót hạ 45, duỗi chân lên 90, căng gót hạ 45, chắc bụng lại, duỗi chân lên 90. Căng gót xuống, rồi co gối hạ xuống đi nào. Nhón gót chân nâng mông lên, nhón gót chân nâng mông, hai tay song song trước mặt, siết cơ bụng lại. Siết chắc cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, nhấc lên, nhấc. Một, hai, tê mông, tê đùi. Cảm nhận sau, ba, cảm nhận sau nhấn cơ. Bốn, năm, hạ xuống. Co gối vào, nâng đầu lên, tay ôm gối, xí sau bụng thở, duỗi tay chân, hít sau, duỗi ra, rồi co vào, thở ra, cố lên, hít sau, duỗi ra, cách sàn lên, vươn tay khỏi đầu, vươn tay khỏi đầu, rồi co gối vào, thở ra, chắp từ bụng lại, hít sau, duỗi tay chân, thở ra, đúng rồi, hít sâu, thở ra, lần cuối nào, hít sâu, thở ra. Hai tay đan sau gáy đi nào, đan tay sau gáy đỡ đầu lên,
Rồi dưới chân phải lên 90, dưới chân trái xuống gần tới sàn. Duỗi thẳng chân trái ra, đổi chân đá lên, ngược lên, xí sau, gồng bụng xí bụng chứ không phải dùng lực chân đá. Xí sau lên, đúng rồi. Hai, đổi, ba, đổi thở miệng ra. Bốn, đổi, năm, đổi, lên hai chân lên, co đầu gối lại, hạ đầu xuống, vòng tay ôm gối, nhấc gối lên, thư giãn thắt lưng, xít sau hít thở, xít sau hít thở, hít vào, hạ chân xuống, xoay người qua, nằm nghiêng, tay chống đỡ đầu, hai chân co duỗi căng hai mũi chân. Giữa căng hai mũi chân, co đầu gối lại, cái hông hướng lên trần nhà, bụng rút vô, xiết rỗ, xiết sau nữa. Rồi nâng mũi bàn chân lên nè, duỗi mũi bàn chân ra và nâng hai cái bàn chân lên, đầu gối vẫn khép, đầu gối vẫn khép lại nè, nâng chân nè, đầu gối khép, duỗi căng mũi chân nè, duỗi căng hai mũi chân ra, vuốt căng mũi chân ra. Rồi tắt gói, trở về hít sâu, tắt gói thở, hít sâu phải duỗi căng mũi chân ra, tắt gói cảm nhận cơ mông, thở, hít sâu ba thở, hít sâu bốn thở, cảm nhận cơ mông, rồi eo, bụng, hít sâu năm thở, hít sâu cái cẳng chân cao lên nó mới vô sâu nè. Khép đầu gối, cẳng chân cao hơn đầu gối, cái mũi chân mình vẫn khép lại, mũi chân vẫn khép lại. Ơi tiên, mũi chân khép lại với nhau, hai ngón cái chạm nhau mà, hai ngón chân cái chạm nhau, đầu gối ngã xuống, nâng chân này lên, nâng cái chân nè, chân đang dày, nâng lên hai chân lên cao lên nè, nè đúng rồi. Rồi giữ đó, tách đầu gối, tách đầu gối lên, giữ mũi chân, đúng rồi, xuống lên nó mới vào cơ mông mình, vô cơ đùi, cơ mông lên, căng ra xiết lại, hít vào sáu thở, hít sau bảy thở, cảm nhận mỏi đùi, hít sau tám thở, cảm nhận mỏi mông, hít sau chín thở, hít sâu 10 thở, lên giữ, giữ cao lên, cao lên, cao chân lên, cao lên nào, 5 4 3 2 1 xuống, co cẳng tay chống xuống, co cẳng tay chống xuống, co chân chống xuống. Rồi xiết cái bụng lại, rút rốn, xiết sau nâng chân lên, nâng chân này lên, rồi hạ xuống, hạ người, hít vào lên, xiết bụng thở, nâng chân lên, xiết sau thở xuống, hít vào lên, xiết sau thở, nâng lên xuống, hít vào lên thở xuống, hít vào lên, xít sâu thở, rồi nâng tay qua đầu luôn đi nào, duỗi căng qua đầu, co gối chạm khuỷu tay, thở duỗi, hít sâu hai thở, hít sâu ba thở, xiết bụng lại, hít sâu bốn thở, hít sâu năm thở, hít sâu sáu thở, giữ năm bốn ba hai một, duỗi ra, hạ xuống, nâng người lên, đổi bên, co cẳng tay xuống chống đỡ đầu ra, siết bụng lại, co hai gối,
Co hai đầu gối lại, duỗi hai mũi chân ra, rồi nâng cái phẩm cổ chân lên, đúng rồi, duỗi căng mũi chân ra, à, rồi tách ra, đúng rồi, trở về, hít sâu, thở, hít sâu, ba thở, chắc cứng nè, cứng, hít sâu, bốn thở, hít sâu, năm thở, hít sâu, sáu thở, hít sâu, bảy thở, hít sâu, tám thở, rút rốn vào, chắc vào, chắc, hít sâu, chín thở, hít sâu, mười lên, siết sâu giữ, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, hạ xuống, thả lỏng, hít thở sâu. Hít vào, kéo gối về và tách ra, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, ba thở ra. Hít sâu, bốn thở ra. Hít sâu, năm thở ra. Bây giờ gót chạm nhau, tách hai mũi bàn chân ra, gót chạm nhau và kéo căng lên. Rồi nhịp ở đây, nhịp đây, gót chạm nhau, nâng chân lên, nâng chân lên, nâng lên, đúng rồi, nâng lên, rồi tách chậm ra, tách chậm ra, một, hai, xiết bụng, ba, bốn, năm, hạ xuống, co ngang cẳng tay, hạ đầu gối chống xuống, duỗi chân ra, xiết cơ bụng lại, à, hít vào, lên à, nâng chân lên, thở, xuống, hít sâu, lên, nâng chân lên, thở, hít sâu, ba lên, thở, hít sâu, bốn lên, hít sâu, năm lên, xiết sâu, thở giữ, vươn căng tay qua đầu luôn, hít sâu vào, co gối co tay thở ra, hai hít sâu, giữ ra, thở ra, ba hít sâu, thở ra, bốn hít sâu, thở ra, xiết sâu quần lại, năm hít sâu, thở ra, sáu hít sâu, thở ra, giữ lại, năm, bốn, ba, hai, một, hít sâu, hạ xuống, thở ra, ngồi lên. Hít sâu và thở ra, thở miệng ra, hít sâu thở ra, chống người lên, tay chân là bốn gốc vuông, rút rốn lên, cột sống trung tính, từ xương cột tới đầu đường thẳng, chống hai mũi bàn chân, xiết cơ bụng lại, rút rốn xiết bụng, nâng hai đầu gối lên khỏi sàn, hai đầu gối khỏi sàn, đúng rồi, gồng chắp bụng, kéo đầu gối phải, kéo đầu gối phải về bụng, kéo đầu gối phải về bụng, đúng rồi, năm bốn ba hai một, hạ xuống, kéo đầu gối trái về bụng, xiết sâu, vẫn không hạ đầu gối xuống sàn, năm bốn ba hai một, hít sâu, kéo đầu gối về bụng, rồi ép mông qua phải và xoay mặt qua trái, thở, năm bốn ba hai một, hít sâu, trở về, à, không hạ đầu gối xuống sàn, vẫn giữ, kéo đầu gối trái về bụng, ép mông qua trái, vặn người qua, xoay mặt qua phải, thở, đúng rồi, năm bốn ba hai một, trở về, hít vào, đạp chân thẳng gối, ép người xuống, thở, thở miệng ra,
rốn thở ra. Rút rốn thở sau. Đi tay về phía chân. Hơi chùng đầu gối, chút đầu xuống, hóp bụng, thả lỏng tay, tay này ôm khuỷu tay kia, xích sao thở, cuộn người đứng lên, thở ra, rồi xoay người lại, hai tay sau gáy, trụ chắc chân phải, nhón gót chân trái, hít sâu vào, bước chân trái ra, và tổng đầu gối xuống, đẩy lùi mông ra phía sau, xiết bụng lại, thở ra, đẩy lùi mông ra phía sau, lên, hít sâu, thở ra, rút rốn lên, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, lên nào, gập chéo luôn, co gối trái chạm khuỷu tay phải, rồi bước ra, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, giữ ở đây, tay chấp trước ngực, đẩy lùi mông ra phía sau nha, chấp mông đùi bụng xít sau nhấc xuống, một hai ba bốn năm, lên, rồi đổi chân, trụ chắc chân, nhón gót chân, tay sau gáy, hít sau, tách chân ra, thở ra, lên, hít sau, thở ra, hít sau, ba thở ra, hít sau, bốn thở ra, hít sau, năm thở ra, hít sau, thở ra, lần này lên, gập chéo luôn, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, để lùi mông ra phía sau, chắp mông đùi bụng, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, tay chấp trước ngực, siết cơ bụng, siết chắc, đẩy lùi mông ra phía sau, chắc mông đùi bụng, nhịp xuống 5, 4, 3, 2, 1, lên. Hít thở sâu vào, vẫn chắp tay nè, tấn ép qua, phải à, trái à, thở miệng ra, thở ra, chéo luôn, thở miệng ra, đẩy lùi mông ra sau, cúi xuống về giữa, gập sau, thở ra, thẳng gối ép xuống, thở ra, thở ra, ép sau, thở ra, xiết bụng, thở ra, ép vai phải, ép vai trái, ép vai phải, ép vai trái, từ từ xoay người về trước, rút chân về, hạ gối xuống, xiết cơ bụng, hạ gối xuống, xiết sâu thêm, chùng tay hạ ngực, cầm xuống, kẹp khuỷu tay sát vào hông, hạ người xuống, nằm xuống luôn, chồng hai tay lên nhau, đặt trán lên, duỗi hai mũi chân, tách hai mũi chân ra rộng bằng 2 mét thẳng, duỗi căng mũi chân ra, xiết cơ bụng, hít vào, rồi tay mình nè chồng qua nhau và nâng
cái phần vai lên, phần đầu lên, giữ ở đây, đúng rồi, trung tính ở đây, nâng lên em, nâng lên ở đây đó, hai bàn tay chồng qua chồng lại với nhau nè, đúng rồi, rồi giữ ở đó, giờ xíp hai chân nè, nâng chân lên, đúng rồi, xuống, đừng rút vai, em bị rút vai, không gồng vai, gồng vô cơ bụng, kéo chân lên, lên vai không gồng gì hết, ba lên xuống, bốn lên xuống, năm lên, siết bụng lên, giữ, nhấc lên, năm bốn ba hai một, chân xuống giữ. Bây giờ đặt trán lên trên tay, thở hết hơi ra, giữ chân, nâng tay, nâng đầu lên xuống, hít sâu, hai lên thở xuống, hít sâu, ba lên thở xuống, hít sâu, bốn lên thở xuống, hít sâu, năm lên giữ, nhấc lên, năm bốn ba hai một, xuống, duỗi thẳng hai tay qua đầu, duỗi thẳng hai tay ra, rồi nâng tay chân đầu lên, lên lên, nhịp tay chân lên, tay chân nhịp lên xuống, lên xuống, lên xuống, tay chân lên xuống, lên xuống, đúng rồi, một hai ba, xiết bụng, bốn năm sáu bảy tám chín mười, chống tay, nâng người lên, hít vào, lùi mông về, thở ra, hít vào, chống đẩy lên, giữ, giữ ở đây, tay mình chống hơi lên cao ra khỏi vai một chút, rồi chung tay xuống, tập ngược, tập bóp tay, thở lên, hít sâu, không võng thắt lưng, không võng thắt lưng, càng cột sống một đường thẳng, chung tay xuống, rút rốt, rút rốt, rút rốt xuống nè, khuỷu tay em kẹp vô bê sườn giống cô là sẽ xuống được nè, kẹp khuỷu tay vô, kẹp vô lên đó, toàn thân cột sống mình một cái khối đường thẳng, chung tay xuống nè, lên nè, không võng thắt lưng, xuống nè, lên nè, ba nè, lên bốn, lên năm, xuống, rồi nâng chân, nâng tay, nằm xuống, nâng chân, nâng tay lên, nằm xuống, nâng chân, nâng tay lên, siết sau, đúng rồi, nâng chân, nâng tay lên, rồi chống xuống, chống xuống, nâng lên, nâng lên bờ lanh, nâng lên bờ lanh, chống gối, hạ gối, rồi hạ gối, rồi hạ người, rồi nâng tay chân lên, nâng tay chân lên, giữ căng, giữ căng, giữ căng, giữ căng ra, nằm sấp xuống, nâng tay chân, duỗi thẳng, rồi chống tay chân, nâng lên bờ lanh, rồi hạ gối, hạ ngực cầm xuống, rồi duỗi thẳng tay qua đầu, nâng tay chân lên, duỗi thẳng tay, nâng tay chân lên, đúng rồi, siết sau, nâng cao, đúng rồi, rồi hạ chân, hạ tay, chống tay ngang ngực, nâng lên, nâng người lên, xí sau, giữ, giữ đi nào, xí sau, giữ, nâng chân phải lên, bờ lanh một chân, xí sau, năm bốn ba hai một, hạ xuống, đổi chân trái, xí sau, giữ, rút rốt, xí, năm bốn ba hai một, hít vào, kéo đầu gối phải lên giữa hai tay, rồi ép giãn cơ đi nào, ngã ra sau, thở ra, ngã thở ra, ngã thở ra, hít vào, gặp người xuống, thở ra, gót chân trái lên tay phải, ép gót chạm mông, thở ra, ép sau, thở ra.
Hãy sau thở dài, trở về hít vào, chống tay chống chân trái, nâng người rút chân phải về plank, kéo ngửa trái lên giữa hai tay, ép xuống, ngã ra sau thở ra, ngã thở ra, ngã thở ra, hít vào gập xuống thở ra, ép xuống thở ra, hít sâu vào gót chân phải lên, tay trái ép gót chạm mông thở ra, ép sau thở ra, ép sau thở ra, lên hít vào, chống tay chân, rút chân về plank, hãy vào, bước chân phải lên bằng hai tay, bước bàn chân lên, duỗi chân trái, nâng người lên, chống tay lên đầu gối phải, hít thở, nhấn hông hít thở, hít vào thẳng đầu gối phải, đứng bàn chân phải lên, đặt cái gót chân phải, đúng là đặt gót chân dựng đứng bàn chân, trường tới gập lên thở ra, trường dài gập sau hốt bụng thở ra, ép sau căng 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 gân keo siết bụng thở. Hãy vào, trở về, nhấn xuống. Rồi, xoay người nè, di chuyển hai tay qua trái. Xoay người qua, ép. Gót chân trái dừng đứng bàn chân lên, thở ra siết bụng lại, ép thở. Chắp tay trước ngực, hít thở sâu. Xoay người trở về, hít vào, rút chân về bờ lăng, xiết rốn, bước chân trái lên giữa hai tay, hạ đầu gối phải, duỗi mũi chân, nhấn hông đặt hai tay lên đầu gối trái, nhấn hông đặt hai tay lên, nhấn hông xuống, tấm gối xuống trước nè, tấm gối, ép hông xuống trước, đúng rồi, thẳng lưng lên, cái cổ em, cái cổ nó tiên, để ý nè, tiên tiên tiên, nhìn cô nè tiên, cái cổ em hay bị gì nè, cái vai ở đây, cái đầu mình ở phía trước, cho nên em giữ cái vai lại, kéo cái đầu này, kéo cái đầu về sau nha, giữ cái vai, kéo cái đầu, cái cổ bị cổ rùa, rồi từ từ thẳng gối lên, đặt gót chân đứng bàn chân, trường người tới gập thở ra, trường người gập sau thở ra, trường người gập sau thở, thở, đúng rồi, thở, 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 hãy vào tấm gối xuống, rồi từ từ xoay tay qua bên phải, rồi xoay, từ từ xoay gót chân trái xuống, đứng bàn chân lên, thẳng lưng lên, ép mông siết bụng, chắp tay trước ngực, thở ra, ép thở ra. Hãy vào chống tay giữa giữa hai chân, xoay, vẫn xoay đó giữa hai chân, rồi nâng người lên, ép hai, ép mông xuống nè, tấn gối ép mông xuống thở ra, tấn gối ép mông thở, tấn hai gối liền nhau, ép mông xuống, đúng rồi, ép xuống, đúng rồi, ép cho mông vào giữa hai chân thở ra, được bao nhiêu là bấy nhiêu, ép mông vào, nhịp xuống, 5, 4, 3, 2, 1, đặt mông ngồi xuống. Rồi, thu chân về trước. Thở ra. Hít vào, để lồng ngực tới. Thở ra. Bây giờ chồng cái chân nè, bàn chân phải chồng thẳng lên ngay đầu gối trái, còn bàn đầu gối nè, đầu gối phải nằm thẳng lên bàn chân trái, hai chân chồng qua chồng lại, chồng qua chồng lại, hít sâu vào, chồng thẳng lên luôn, ngay đầu gối luôn, vuông gốc luôn, trường tới ép xuống thở ra,
Trương tới ép thở ra thả lỏng cổ buông đầu ép thở ra. Thả lỏng cổ buông đầu ép thở ra. Nâng người lên hít sâu vào. Giờ đổi chân. À, chân mình ngang qua gốc vuông. Rồi chồng cái bàn chân này đè lên đầu gối chân kia. Gốc vuông. Trương tới thở ra. Trương dài lần tay buông đầu xuống thở ra. Buông lỏng cổ. Buông lỏng tay vai. Ép và cảm nhận sâu hai chân. Nâng người lên hít sâu vào. Thả lỏng tay chân ra thở ra. Rồi mời nghỉ em ha. Tập từ hôm đó nay thấy có thay đổi gì không Tiên? Được bao lâu rồi ta? Em không nhớ nữa, chị nhớ nhắc em nghe. À. Mà tập thấy sao, có khỏe rồi lên cái vóc dáng có thay đổi không? Chắc là chưa Thấy đấy. thấy Không kể là gì. gọn hơn mà. Chắc Sao là có tội thôi. có chụp hình lưu lại không? Có chụp hình lưu lại hôm trước đó, đúng không? Chị có nhớ được không? Ngoài trời mình có lạnh không chị? Hả? Ngoài trời mình có lạnh không? À, cũng bớt lạnh rồi, hết lạnh rồi. Lạnh được vài bữa. À, tập đẹp à, Tết về mặc bikini à, đi biển chụp hình. Có bộ bikini nào chưa? Có bộ album á, có bộ album bikini nào chưa? Không dám đi À, đi chụp đi. Giờ không dám chụp thì khi nào có. Cô Dung bốn mấy tuổi mà cô Dung còn làm hai bộ bikini đây.